Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng bộ màu này để vẽ hoa hồng nhé Bạn nào biết rồi thì bỏ qua nha Vì nhiều bạn cũng không biết dùng màu nén như thế nào ấy Thì trước tiên mình sẽ làm ướt cọ này Sau đó mình sẽ quẹt lên màu mà mình định dùng Hôm nay mình sẽ vẽ hoa hồng nên mình sẽ vẽ những nét mảnh bằng màu đậm trước Sau đó mình sẽ nhúng cọ để loang những màu đậm nó ra Các bạn nhớ thao tác nhanh khi màu còn đang ướt nhé Thì màu sẽ dễ loang hơn cách thứ hai để dùng màu nén là mình sẽ pha với thật nhiều nước để mình sẽ có chất màu được nhạt hơn mình sẽ dùng màu nhạt này để vẽ những cánh hoa ở phía bên ngoài sẽ nhạt hơn những cánh hoa ở bên trong mình sẽ tiếp tục vẽ như vậy cho tới những cánh hoa cuối cùng sau đó mình sẽ lại dùng cọ để quẹt trực tiếp lên màu để nhấn lại những đường viền đậm cho cánh hoa để giúp cho cánh hoa có chiều sâu hơn rồi mình lại tiếp tục dùng màu đỏ pha với nhiều nước để loang những phần đậm đến ra ngoài rồi lại nhấn lại một chút màu đậm là mình đã vẽ xong bài vẽ hoa hồng rồi trên đây là những cách cơ bản mà mình dùng để sử dụng màu nén cảm ơn các bạn đã xem hết video nha tạm biệt và hẹn gặp lại